Công an thành phố Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã ông Phạm Bá Anh về hành vi trốn thuế. Ngày 1 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định truy nã Phạm Bá Anh, sinh năm 1963, về tội trốn thuế. Hiện nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và xác định từ năm 2018 đến 2021, ông Phạm Bá Anh đã mua 19 tờ hóa đơn tổng trị giá gần 14 tỷ đồng. Ông Phạm Bá Anh giao dịch thông qua bà Nguyễn Thị Thu Hiếu và qua một số công ty. Các công ty này do bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập, quản lý và bán cho công ty gỗ Bá Anh do ông Phạm Bá Anh làm giám đốc. Hành vi của ông Phạm Bá Anh đã cấu thành tội phạm trốn thuế, quy định tại khoản 3, điều 200 bộ luật hình sự. Tháng 3 năm 2024, công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Bá Anh về tội trốn thuế. Quyết định lệnh đã được viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt nhưng bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, do đó công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã ông Phạm Bá Anh. Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo người dân phát hiện tố giác, truy bắt kẻ bị truy nã và báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ với công an thành phố Hồ Chí Minh địa chỉ số 674 đường 3 trên 2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ông Phạm Bá Anh ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Tin do Trung tâm tin 24 giờ biên tập và phát hành. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.